Xin được mời anh lên sân khấu. Và phần quà của anh sẽ là một cúp vô địch, một vé đi Italia tham gia Travel Tournament và du lịch tại Ý. Anh Linh có thể lên hiện tại và... Thưa quý vị, và chiếc cúp vô địch của chúng ta là chiếc cúp được HS Gold đặt tại Sinleo, công ty hàng đầu về thiết kế sản xuất cúp của Nhật Bản. Chiếc cúp này cao 1m15, rộng 0,3m, nặng 36kg, được làm bằng chất liệu Duralumin và phủ vàng 24K. Giá trị của chiếc cúp hơn 300 triệu đồng. Và xin được mời anh Phạm Viết Thắng lên sân khấu để trao cho chủ nhân nhà vô địch của giải đấu năm nay. Xin được mời anh. Và trong lúc trao cúp, chờ đợi trao cúp thì chúng ta sẽ cùng sống trong không khí âm nhạc trước cúp này sẽ được trao với một ca khúc Đường Lên Đỉnh Vinh Quang. Chúng ta hãy cùng nhau hát bài này. Cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi, để ta khóc tên mình trên đời. Dù ta biết rằng ta đang chờ đón, và trái tim vẫn âm thầm, ta bước đi hướng tới hương vị xa. Đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió, lời hứa ghi trong tim mình vẫn bước đi hiện lên đầu ngàn cao. Hạt mưa đêm ta đã ước hẹn cùng nhau hai cái bay, chúng ta sẽ chia sẻ cùng nhau.
ơn Trần Hương nhá. Đó là lời nói của nhà vô địch. Xin cảm ơn nhà vô địch.